Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một loạt giải pháp được xem như là những cú hích mạnh nhằm vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nữa các biện pháp mạnh mẽ. Chính phủ đã có một số giải pháp tháo gỡ khó khăn như gói hỗ trợ về tiền tệ được nâng lên khoảng 300.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ về tài khóa miễn giãn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất là 180.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Cụ thể là nhóm chính sách về tài khóa, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công 700.000 tỷ đồng, giảm thuế hơn nữa cho doanh nghiệp, chính phủ cắt giảm chi thường xuyên, tìm nguồn lực bổ sung cho ngân sách nhà nước. Nhóm chính sách tiền tệ, hỗ trợ vốn, giảm lãi suất cho doanh nghiệp, miễn lãi cho doanh nghiệp vay trả lương, chính sách hỗ trợ lao động, miễn đóng bảo hiểm xã hội, miễn đóng quỹ công đoàn và hàng loạt các giải pháp khác. Tuy nhiên lúc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định cần có thêm các biện pháp mạnh mẽ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm để nền kinh tế vượt mạnh như lò xo bị nén bật mạnh trở lại khi COVID-19 đi qua. Hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tất cả các lĩnh vực chúng ta đang bị tác động rất mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi cho rằng là cái xây dựng và ban hành cái gói hỗ trợ về kinh tế mà Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã xin trong thời gian vừa qua phải có thể là rất kịp thời và rất có ý nghĩa. Và có thể nói là nếu như chúng ta đưa được cái gói này ra triển khai sớm thì nó sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho chúng ta. Toàn ngành ngân hàng đã và đang triển khai quyết liệt và rất mạnh mẽ và có hiệu quả các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng để nhằm tập trung các cái nguồn lực trong ngành ngân hàng đáp ứng cái nhiệm vụ là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp và người vay vốn chịu thiệt hại bởi dịch. Tăng thu và kinh phí ngân sách trung ương còn lại của năm 2019 chuyển sang năm 2020, trong đó dự kiến dành 20.000 tỷ đồng để cùng với các địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và an sinh xã hội theo nghị quyết của Chính phủ. Có thể thấy với những quyết định mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra sẽ là cú hích mạnh mẽ nhằm mục tiêu đưa đất nước đi đến thắng lợi kép, cùng lúc hoàn thành hai trọng trách to lớn là vượt qua được dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và nền kinh tế vượt qua khó khăn, bảo đảm vững chắc các cân đối vĩ mô của nền kinh tế, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định, bền vững.